chào cô chú anh chị, hôm nay em giao lưu với cô chú anh chị cái lô này là cái ổi ổi găng nha cô chú anh chị. Cái trái nó găng găng đó nha cô chú anh chị. Nó nhỏ ha. Cô chú anh chị nào đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em cô chú anh chị. Rồi cái cây đầu tiên là mã số 220. 220. Mấy thì đã đâm chồi hết rồi ha. Mấy cái này có đang cho trái hết trơn nha anh chị. Cây đang khai thác là em có để trên màn hình đó cô chú anh chị có thể xem ha, để biết là cây đang khai thác là đã có trái rồi. Rồi cái này do đó cô chú anh chị này trồng mà cành già là ra trái thôi nha cô chú anh chị. Rồi mã số này 220. 220. Hoành nó là 9,5. Chiều cao là 31. Cái này rất là đẹp nè. Rồi cây này giao lưu anh chị 350.000, bao ship tặng nhà. Mã số 221. 221. Cây nào cũng dáng lông hết trơn anh chị. Quấn hết trơn nè. Này chiều cao là 19. Thân nó là hơn 7 xíu thôi. Rồi cây này 250.000 em bao ship. 221 rồi tới 222. Mã số này là 222. Đó, rất là đẹp luôn nha anh chị. Hoành mờ. Cao 27. Rồi cây này 300.000. 223. Dáng lông rất là quái luôn. Mấy này về vui. Mấy này đâm trời hết anh chị. Dằn lại là đẹp đó mấy anh chị. Hoành nó hơn 7. Chiều cao 21. Rồi 250.000. 224. 224. Cái này cũng rất là đẹp nha. Toàn về với lòng xíu thôi nha. Hoành nó 7 à. Chiều cao 19 này nó có bị sẹo đây cái nó kéo nè ha. 250.000 bao ship. Rồi mã số 224. 224. 225. Cây rất là này quái nha chị. Này nó cắt bớt. Nó cắt bớt. Này nó cắt bớt lại nha anh chị. Mã số 225. Hoành nó 8. Rồi chiều cam vậy thôi nha. 21. Rồi 250.000 em bao ship. Này anh chị so sánh với cây viết lông vậy, nó cỡ cây viết lông ha. Bự hơn hoặc nhỏ hơn anh chị? Cỡ nè anh chị. Nè, chị xem ha, cái hoành. Khó đo đó. Quánh nó khó đo. Rồi chiều cao đi ha. Chiều cao 27. Rồi, cây này hữu nghị 200.000 thôi. Rồi mã số này là 226. 226. Tiếp theo 227. Nè, cây này thì bự hơn cây viết lông nè. Đó. Cái cỡ 8 à. Ừ. Chiều cao nó 21 anh chị. Rồi cây này giao lị 300.000 ha, em bao ship tặng nơi cho mình luôn. Ổi gân nghe sai trái lắm nha anh chị. Trái nó rất là đẹp, cỡ vô cái thôi. 228. 229 hả? 229. 229. Mấy cái lá này dài em đóng hàng em có thể cắt cắt ngắn lại xíu nha anh chị. Mã số 229. Chiều cao. Cao 27. Rồi này là hữu nghị 250 thôi. Cỡ cây chiếc lông. Nó bị chạy nè ha. Nó chuột cạp. 230. Mấy này em ủ sẵn rồi mình chỉ về thay chậu thôi nha anh chị. Cây rất là quái luôn nè. Chiều cao 21. Rồi cái này để anh chị 250.000 bao ship. 231. Ổi gần rất là sai trái nha anh chị. Chiều cao 21. Cây này cũng rất là quái luôn. Mã số 231. Rồi cũng 250.000. 232. Quái lắm quái nè chị. Chiều cao 21 luôn. Rồi cái này 300.000 anh chị. 232. 233. Cao 22. Kéo bít cái sẹo luôn. Cây rất là quái. Rồi 250.000. 234. Này cỡ cây viết lông thôi anh chị. Cao nó 19. Cây quái lắm nè anh chị. Bị chày nè. Đó, chày cái sẹo rất là dễ cái sẹo ha. Rồi 250.000, 234. Rồi tiếp theo 235. Cây này cũng quái lắm nè anh chị. Nè. Chiều cao nó 20. Mình chưa tỉa bên trong á. Rồi cũng 250.000, bao ship luôn. 236. Ồ cây này đẹp nè. Em có đánh mã từng cây hết rồi nha anh chị. Anh chốt đúng mã giùm em ha. Chiều cao 21.
Rồi cái này 300 ngàn. Hai ba bảy. Cái này đông cao, chiều cao 29. Rồi cái này 250 ngàn thôi chị, bao ship luôn. Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô bằng lăng lá nhỏ nha anh chị. Đây, lá rất là nhỏ luôn. Đó, mình chơi bonsai rất là đẹp nha anh chị. Cây này em ủ sẵn sống khỏe đâm chồi chưa này. Khi vận chuyển mấy chồi mớp vô nó có gãy mấy chồi, anh chị thông cảm ha. Về đâm lại chồi mới thôi. Rồi tiếp theo. 101. Lấy cái đầu chim. Bằng lăng dễ sống lắm nha anh chị. Hoành 43. Hoành 43. Chiều cao 32. Chiều cao 32. Đường kính bầu 26. Nhú chồi hết rồi đó anh chị. Mã số 101. Rồi cái này hữu nghị mình 450 thôi, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo. 102. Quá trời nó ra tàn luôn nha anh chị. Dữ dằn. Đó, bằng lăng lá nhỏ ha. Ừ. Cây sống khỏe hết rồi. Chị về nữa, cái mặt bông em để cái phía phải màn hình đó. Chơi bonsai đẹp lắm, đẹp nên chị, tại vì lá nó nhỏ. Hoành 56. Hoành 56. Chiều cao 60, chiều cao 35. Chiều cao 35. Đường kính bầu 33. Rồi cái này 550 anh chị ơi, 102, củ rất là to luôn. Rồi tiếp theo. 103. 103. Ồ. Quá trời cái bệ nha chị. Bệ quá trời cái bệ luôn, kéo sẹo luôn. Dễ sống. Hoành 81. Hoành 81. Chiều cao 39. Chiều cao 39. Đường kính bầu 36. Đường kính bầu 36. Mã số 103. 103. Bệ này bự nha. Rồi bệ này giao lưu với anh chị 600 ngàn thôi, để hữu nghị mình luôn đó. Nè. À, có 600 ngàn mà bao ship luôn nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo. 104. Ngày 4 thằng liền lạc nhau nha anh chị. Dính nhau một bệ dưới á. Tâm trội hết trơn rồi. Dính nhau ha. Rồi. Dính nhau quái luôn kìa. Tổng hoành cái này là 69. Tổng hoành 69. Rồi. Chiều cao 85. Rồi em đo một cây thôi. Đường kính bầu 34. Cây sống khỏe hết trơn nha anh chị. Hoành thân cây này là 22. Hoành thân 22. Mã số 104. 104. Rồi cái này 600 ngàn anh chị, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. 105. 105. Bệ quá trời bệ luôn. Hoành 61. Hoành 61. Chiều cao 30. Chiều cao 30. Đường kính bầu 30. Đường kính bầu 30. Mã số 105. 105 ha. Bệ này cũng đẹp lắm, đẹp. Rồi bệ này giao luôn chị 500 ngàn thôi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo. 106. 106. Quá khứ cái bệ. Cái này bệ đẹp lắm. Hoành 57. Hoành 57. Chiều cao 27. Chiều cao 27. Đường kính bầu 29. Đường kính bầu 29. Mã số 106. 106. Rồi cái này thì giao lưu với anh chị là 550 thôi. Bao ship luôn ha. Nè, kéo sẹo hết nha anh chị. 550 ngàn em bao ship, cũ rất là đẹp luôn á. Cái này mà về nè. Này nè chị ha. Qua. Đó, chị nhìn đi cốt nè. Dằn bonsai ra thật, cái này giống như con thú luôn nè. Cái này đẹp lắm nha anh chị. Rồi tiếp theo. 107. 107. Hoành 53. Hoành 53. Chiều cao 32. Chiều cao 32. Đường kính bầu 31. Đường kính bầu 31. Mã số 107. 107. Rồi cái này 500 ngàn thôi chị ơi. Đó, rất là đẹp luôn ha. 500 ngàn em bao ship. Rồi tiếp theo. 108. 108. Tâm trời quá trời luôn. Hoành 72. Hoành 72. Chiều cao 35. Chiều cao 35.
Đường kính bầu 36. Đường kính bầu 36. Mã số 108. Rồi cây này để Hương Nghị mình 550 thôi, bao ship luôn. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Đó, này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán nha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử coi. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp. Nhiều vụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, theo bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nha cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô chú anh chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm mà tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẻ luôn cũng được, rất là ok ha. Rồi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú anh chị, lâu lâu mới về được này ha cô chú anh chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái cắt cây á, mặt cắt của cái cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình thoa keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nha cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Rất là dày nha anh chị, à, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Cô chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình đó. Cõi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này, trên rồi là mình dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha. 70.000 một cuộn. Cuộn như thế này 70.000 nha. Mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị. Ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh giờ băng ha. Bao bán luôn. Anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Đó, hàng của Nhật. Đảm bảo chất lượng ha. 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem này ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ.
em bao ship tận nhà cho mình, giá là 390.000 đó, là gồm là 8 cây đục đó, bao bén nha cô chú anh chị, về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị luôn đó. Hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok, mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu đó, màu đen và màu đỏ đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây, em bao ship 120.000 một cây, em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn, chất lượng là này em đã xài rồi nghe cô chú anh chị, em bao hàng cho cô chị luôn, về cứ mở ra test thử à, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu đó. Hàng này của Nhật không nha chị nè, đó, đảm bảo với anh chị hàng rất là chắc bán, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha quý anh chị, 180.000 một cây, em bao ship đó. Cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn, mít nhìn ra bằng luôn nè ha, bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè, em mua lần là mấy trăm cây gì đó, về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000, em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị, bao sắc bén luôn. Cô chú anh chị về em cưa đi, không bén nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nha cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cạp xéo, cạp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng, đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây, em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra, đẹp bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước là nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muốn cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha quý anh chị, này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nha quý anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nha quý anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây. Thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó cô chú anh chị, sử dụng rất là tốt. Từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha cô chú anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú anh chị nào cần thì cứ liên hệ.